Với ưu thế sông ngòi, kênh rạch chằng chịt đầy ắp nước, thế nhưng trong những tháng vừa qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài cùng với động thái giữ nước của các nước thượng nguồn sông Mekong đã gây ra đợt khô mặn khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua tại một số địa phương trên huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Để chống chọi với tình trạng khô mặn kéo dài, người dân không còn cách nào khác là phải đào những cái giếng cỡ lớn để vét nước ngầm, kể cả những nguồn nước ở tầng nông vốn được chính quyền các địa phương khuyến cáo là bị nhiễm tạp chất, hạn chế sử dụng. Thông thường, những chiếc giếng cạn này được người dân đào xuống ở độ sâu 5-6 mét để vớt nước ngầm. Việc người dân tự đào giếng vét nước ngầm chỉ là giải pháp cực chẳng đã, bởi toàn vùng hiện nay đã bị nhiễm mặn, trong khi nước ngọt phải mua với giá đắt đỏ.